Nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam Hàn Quốc trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Park No-wan, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tại buổi làm việc, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đại sứ Park Wan đã trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai bên trong thời gian tới. Nhận định đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn nên hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương để triển khai các nhiệm vụ cụ thể như ứng phó với đại dịch COVID-19, triển khai chương trình hành động thực hiện mục tiêu thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam Hàn Quốc, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc tổ chức định kỳ đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị đại sứ Hàn Quốc và đặc biệt là tập đoàn Samsung, tập đoàn SK hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng, đặc biệt là việc tiêm vaccine cho các công nhân, người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp có doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đại sứ park noan và đại diện các doanh nghiệp hàn quốc khẳng định sẽ cố gắng đóng góp tạo nguồn cung vaccine cho việt nam thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới